Bộ nail mới chỉ mất có 40 cành của tôi. Trời ơi, tao nào nó xinh xuất sắc luôn mọi người. Thường vào mấy cái tháng cuối năm á, mình hay đi tìm một cái tiệm nail đẹp đẹp để làm một bộ nail thật hoành tráng. Nhưng mà thật sự kể từ khi mình có mấy cái nail box này, nó đã thay đổi cuộc đời của mình hoàn toàn. Kiểu như nó đa dạng với lại nó rất là tiện cho mình ấy. Và thêm một cái vấn đề mà mình mê mấy cái nail box này là nó rẻ nữa mọi người ạ. Mấy cái hộp này mình mua đâu đó khoảng tầm dưới 40 cành. Có những cái sẽ mắc hơn bởi vì nó đính đá này nọ ấy. Nhưng mà nhìn chung á thì nó cũng không tới 150 cành đâu. Khi mà mua nail box thì sẽ có hai loại. Một á là nó sẽ đo theo cái size móng của mình và nó sẽ chuyển cho các bạn đúng cái size đấy. Hai là nó theo những cái dạng như thế này thì nó sẽ có nhiều kích cỡ móng ở trong này. Các bạn có để ý là từng cái hình vẽ trên cái móng nó rất là đẹp, nó rất là đều không? Hồi lúc đầu á thì mình có sử dụng một cái chai dán, nhưng mà cái chai dán móng đó sau khi mà mình gỡ cái móng giả ra á thì nó bị dính ở trên móng thật. Cho nên về sau thì mình chuyển qua cái miếng dán này luôn, cảm thấy nó tiện hơn này và nó cũng dán chắc nữa. Dán như một cái là nhìn rồi, nhìn rất là đẹp và không nghĩ là nó là móng giả luôn mọi người.